Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã đến kênh di động Hữu Phúc của mình nha. Thì sáng hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em kilo mấy này nha anh em. Một mớ hàng full box nha anh em, full box Vivo, Oppo, Samsung. Và có một số hàng máy không, máy trần luôn nha anh em. Và máy rất là đẹp, đợt này máy đẹp. Máy đẹp giá rẻ cũng có mà giá cao cao thì cũng có nha. Rồi, mình xin phép mình giới thiệu đầu tiên với anh em những con máy rìa trước đi, những con máy rìa nha. Thì đây, đầu tiên mình giới thiệu con Oppo F1 với kép này anh em. Con này là đã thay vỏ nha anh em, màn hình thì còn nguyên vỏ thay đó, mình đã thay vỏ nha. F1 V kép, con này cấu hình của nó là RAM 3GB, thì anh em chơi game còn được nha. RAM 3GB, bộ nhớ 16, RAM 3 bộ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin 2500 nha anh em. Pin của nó là 2500. Đó, anh em nhìn thấy cũng ok nha, màn hình 5 inch. Máy thì đẹp keng như mới rồi, tự mới thay vỏ thì quá ok. Màn hình camera chụp là nói chung là sắc nét, độ sắc nét chấp nhận cho phép. Cho phép được nha anh em. Đó. Cũng rất là đẹp. Anh em thấy không? Chụp hình rất là ok. À, mình test cái wifi nữa là ok nha anh em, hai món nha. Đó, mới sáng sớm thì camera mọi nhà cũng chưa bật máy, wifi thì ok, wifi camera. Giới thiệu điện thoại cho anh em xem luôn, F1 với kép, RAM 3GB, ROM 16GB. Rồi mình qua nhanh luôn, con này thì giá mình để anh em là 1350 nha, 1350 bao ship kèm cục sạc cho anh em, dán cường lực. Mình sẽ dán cường lực cho anh em, bao ship kèm sạc nha, ok. Con này thì máy cũ thì mình bảo hành cho anh em một tháng thôi nha, bao đổi trả một tuần đầu tiên nếu máy lỗi, bảo hành một tháng. Rồi ok nha. Thì quy định mua máy bên mình thì mình cũng nhắc đầu clip luôn nha anh em, clip này là hơi dài nha anh em, ráng cố gắng chú ý theo dõi hết clip để mình chọn ra được cái máy ưng ý nhất của mình nha. Và giá thì anh em cứ tham khảo, mình sẽ báo giá chi tiết từng cái máy cho anh em ha. Thì quy định mua máy mình thì anh em cặp trước cho mình cái cạc 50.000 tùy theo máy, dưới 2 triệu, còn máy trên 2 triệu cho tới 4 triệu, 5 triệu thì anh em cọc trước cho mình 100 ngàn nha. Đó là gọi là cái phí vận chuyển thôi anh em, chứ cũng không có lấy liếc gì trong này nha. Cọc trước cho mình 50-100k, nếu máy trên 2 triệu, máy dưới 2 triệu thì 50k. Sau đó nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái model máy cần mua, anh em nhắn tin cho mình. Thì ok, mình sẽ gửi. Khu vực anh em ở miền Trung, miền Trung, miền Nam thì tầm 3 ngày anh em nhận được. Còn những khu vực mà xa miền Bắc hoặc là Gia Lai, Kon Tum mà xa xa tí á, thì anh em thông cảm từ 4-5 hôm nha. Từ mình ở Lâm Đồng, mình thì cửa hàng mình ở Cát Tiên, Lâm Đồng, nên là gửi hàng cho anh em những khu vực xa xa tí thì tầm 4-5 hôm. Rồi ok nha anh em. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cái máy thứ hai trong clip ngày hôm nay là con Xiaomi 7A. Con này thì trong clip mình bán rất là nhiều, nếu anh em đã theo dõi kênh của mình từ trước giờ thì cái dòng này mình hay bán này. Xiaomi 7A, pin 4000, màn hình 5.45 nha anh em, nhưng mà Android 9, nó chạy Android 9 mẫu mới ra nên chạy rất là mượt. Mà RAM của nó thì nhỏ thôi, RAM 2 bộ nhớ 16, máy đẹp keng, tầm 98-99%. Màu đen nha anh em. Đẹp keng tầm 98-99%. Mình coi thử pin còn không. Đó, để anh bật nguồn lên cả. Đây nha anh em, máy đã lên nguồn nha. Màn hình rất là sắc nét nha anh em. Xiaomi 7A, dòng này anh em nào nếu mà đã mua về xài mình thấy là đã ưng ý, rất là ưng ý máy đây. Bán rất là nhiều trong cái kênh của mình rồi. Pin 4000, rất là trâu nha anh em. Mình xin lỗi anh em nha, mới có cách. Đây, mình test cái wifi cho anh em xem nha. Đó. Mới sớm nên là wifi chỉ nhà mình là chủ yếu ha. Ok cho anh em coi nha. Mình test, mình giới thiệu máy cho anh em coi luôn này. Xiaomi 7A. Redmi 7A. Bộ nhớ RAM 2, bộ nhớ 16 này anh em. Máy cực đẹp nha anh em. Máy này gửi tới thì anh em bảo đảm là không chê được con này. Màn hình không có vết trời luôn. Một hai vết xước nó mèo, lông chuột cực nhỏ luôn nha. Con này giá 1580 nha anh em. 1580 Xiaomi 7A. Máy rất là đẹp. Anh em đừng có so sánh với máy trời nha. Máy này đẹp keng nha. Nên là giá nó là 1580, mình bao ship kèm sạc, dán cường lực cho anh em. Dán cường lực, bao ship kèm sạc. Ok nha. Rồi, con máy thứ ba trong clip hôm nay, máy nguyên zin. Oppo A71K. Oppo A71K, máy 1V. Màn zin vỏ zin. Màn zin của nó là mình coi thứ hai. Không có vết trời. Giá cơ lực mình mới lột này, trời rồi rồi ít. Và máy thì mạch sao đây anh em coi đi, vỏ này. Đó. Chi tiết cái vỏ y dài nha.
Ngoại hình mình đánh giá tầm đẹp tầm 95 anh em. 95 96 cho anh em khó tính nha. Anh em khó tính là tầm 95 tới 96. Chứ không có thể xấu hơn rồi nha. Đó, ngoại hình là anh em coi hết rồi nha. Nội thất đây. A1 A71K đây. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Chip Qualcomm 450 lỗi 8. Android 7. Nó chạy Android 7 anh em. Còn này. Wi-Fi camera thì ok hết nha. Camera test luôn cho anh em coi, siêu rõ luôn. Rất rõ nha anh em. Quá đẹp. Oppo A71K màn hình 5 inch 2 pin 3000. RAM 216, mình tính anh em con này là giá 1350 nha. 1350, anh em nào cần thì gọi cho mình nha. Số điện thoại mua máy đặt máy của mình là 0355 356 356 nha anh em. Rồi, con này 1350. Tiếp đến là một con Samsung. Samsung J8 anh em. Samsung J8 nha. Màn hình 6 inch. Rất lớn anh em, màn hình 6 inch. RAM 3. RAM 3 GB, bộ nhớ 32. Pin 3500 anh em. Pin 3500 nha. Đó, anh em cứ coi nha. Pin 3500. J8 màu đen. Màn hình là gần như không có xước anh em. Màn hình đại dáng cường lực 1-2 vít lông mèo như vậy thôi. Đại dáng cường lực này nè. Đó, mình để dán sẵn nha. Dán sẵn nha. Vỏ sau đánh giá là không đẹp nha. Không đẹp keng. Đó, anh em coi vỏ sau đi. Đó, ngoại hình y ra luôn nha. Anh em mua máy nào thì mình gửi đúng máy, nói không gửi máy tầm bậy nha anh em. Đó, đó, ngoại hình là cái mặt sau là mình đánh giá là tầm 91 thôi, không có đẹp. Kính camera thì ngay đây có một vít bế nhẹ. Đó, sau mình quay dạy luôn cho rõ ràng. Đó, bế nhẹ nha anh em. Có bế nhẹ. Đó, ngay đây. Máy thì vân tay, chức năng đầy đủ hết. Có đèn lắp đầy đủ. Ngoại hình thì nếp sau xấu. Mặt trước thì ok đẹp. Mặt trước thì phải tầm 97-98 rồi. Mặt sau thì xấu. Sườn, nói chung vỏ đây này không có đẹp keng đâu. Vỏ đây này, có những vết cắn nhẹ, xước. Đó. Thì tiền nào của đấy anh em. Đó, thấy không? Mình quay ra sao thì y vậy nha. Mình chỉ có một máy thôi. Nên là anh em mua máy đây thì gửi đúng máy đó thôi. Cũng không tráo được máy khác thôi nha. Đó. Samsung J8 màn hình 6 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3500. Con này mình để tới cho anh em giá 2 triệu tròn nha. 2 triệu tròn, mình chỉ tính giá màn hình thôi anh em, không có cao gì con này nha. Màn hình riêng, cái máy nguyên riêng chưa thay thế hết. Giá của nó là 2 triệu. Bao ship kèm sạc cho anh em đầy đủ. Ok nha. Rồi, mình xin phép qua tiếp một con máy nữa. Là con A7. A7 2017 anh em. Đây, nó đây. À quên, để mình từ mình test cái camera cho anh em coi chứ. Nó anh em nói không test thử luôn. Này anh em. Đó, camera mặt trước rất là rõ nha. Mặt sau này. VIP luôn nha. Camera khổ chơi luôn anh em. Anh em thấy cái mức độ camera quá rõ. Camera quá đẹp. Máy này thì nói chung là full chức năng rồi, không có bị gì hết nha. Chẳng qua cái nắp sau nó hơi cũ thôi, mình chưa thay, mình bán nhanh gọn cho anh em là 2 triệu tròn. Ok nha. 2 triệu tròn, anh em nào cần thì gọi nhanh cho mình. Chỉ có một máy thôi, J8. Tiếp theo là con A7 2017 anh em. Đây, vô cái hình giới thiệu cho anh em xem luôn. A7 2017. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình 5 inch 7 anh em, màn hình 5 inch 7 nha. 5 inch 7. Pin 3600. Pin của nó là 3600 nha. Mình test camera cho anh em xem trước. Đó. Rất đẹp. Camera chụp hình thì ok rồi. Wi-Fi một cái coi. Test mấy chức năng cơ bản cho anh em tới máy anh em shipper chờ cho nó nhanh gọn. Anh chỉ việc bỏ pin sim vào, test nghe gọi là ok nha. Rồi ok. Con A7 2017 này là mình tính anh em giá là 2450 nha. 2450 cho anh em sở hữu con A7 máy nguyên zin. 2450 nha anh em. Ok nha.
Tiếp theo là một cặp A3S máy nguyên zin, vỏ chưa thay, có trài xước đó, nắp sale ra nha anh em, trài xước nha, không có phải là đẹp, nắp sale không đẹp, mạch kính đẹp keng, mạch kính thì đẹp keng, vỏ xấu. Test thử camera rồi, có một máy thôi nha anh em nào cần thì gọi, một con đỏ một con xanh chứ, xanh đen đó. Camera còn sắc nét nha anh em, camera chụp hình nói chung là đẹp. Mấy con này cam đa số là đẹp hết, không có con nào xấu hết. Ok, wifi camera đẹp, ngoại hình máy thì quay cho anh em xem rồi đó, vỏ xấu không được đẹp nha. Con này làm nhanh, nhanh gọn anh em luôn. Con này giá 1,9 triệu nha. A3S, A3S RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình 6.2, pin của nó là 4230 nha anh em, pin 4230, giá 1,9 triệu nha, áp dụng cho con máy vỏ trời. Ok nha anh em, 1,9 triệu, một máy màu đỏ và một máy màu xanh đen, màu xanh đen, vỏ cũng không được đẹp, vỏ cũng xấu này, đây là dính cái ốp lưng này anh em, leo sạch chắc ra, không biết ra không mà chưa leo, đánh cana chắc ra, vỏ không được đẹp này, kính đẹp này, đó. A3S RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình 6.2, pin 4230, pin 4230, đó, vỏ xấu, không có đẹp. Thử camera coi, đó anh em thấy không? Camera thì chụp hình rất là đẹp, sắc nét cho anh em, không có xấu nha, camera ok nha anh em. Con này nó có một cái đốm màn hình nhỏ nhỏ này, một cái đốm phản quang, đốm phản quang chứ không phải là hàng dù nước nha anh em, đó, một cái đốm phản quang ở giữa màn hình này. Wi-Fi rất rõ, rất căng. Ok, con này thì mình sẽ bớt cho anh em 150 nha. Con này sẽ bớt anh em 150. Con màu đen á thì đen xanh này thì mình tính anh em giá là 1,750 nha. Con này màn hình VIP, con đỏ này. Con đỏ thì màn hình ok này. Con này thì nó bị đốm một xíu này thì mình sẽ bớt anh em 150 nha. Hai cái máy nguyên zin hết nha. Đốm bớt anh em 150 con này. Con đen này thì tính anh em nhanh gọn nhẹ luôn, 1,750. Rồi ok nha anh em. Con đen này tính em 1,750, bao ship kèm sạc, dán cực lực cho anh em đầy đủ nha. Rồi tiếp theo là con Vivo. Rồi ngoại hình anh em xem đi. Nắp sâu đánh giá là tầm 9 mấy thôi, 6. Không có keng nhưng mà chấp nhận được anh em, xài ok. Mặt trước thì len keng, xà beng, len keng luôn, theo mình đánh giá thì không có vết trầy, trầy cũng rất là nhẹ, không ăn thua. Vivo Y71 màu đen, RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin của nó là 3360, pin 3360 anh em, pin của nó là 3360 nha, màn hình 6 inch, màn hình rất lớn đó, camera nó đây, chụp thử coi cái đẹp không, lại nét lại đó, ok nha anh em. Camera, wifi rồi chuẩn. Vivo Y71 máy nguyên zin, chưa đụng chạm, RAM 3, bộ nhớ 32, con này tính nhanh anh em luôn, giá 1,5 triệu nha anh em. Vivo Y71 giá 1,5 triệu, bao ship kèm sạc cho anh em, ok nha. Rồi tiếp theo mình có một cặp Oppo, một cặp Oppo F1S này đó, đó đây, Oppo F1S RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5,5 inch, pin của nó là 3075, pin là 3075 nha anh em, đó. Máy zin nha anh em, con này máy zin nha. Kính đây là dán cực lực này, lột ra nhìn rất đẹp này. Coi thử vỏ đây thay chưa? Vỏ đây nghi chắc thay rồi, lâu quá mà zin mẹ gì nữa. Vỏ nghi là thay rồi, nhưng mà cái loại này thì đâu quan trọng anh em. Thay vỏ thì béo gì, loại này không ăn thua đâu. Đẹp cỡ này thì xài được rồi. Vỏ thì thay, nếu mà vỏ thay rồi thì cũng vỏ xịn chứ không phải là vỏ tào lao. Nhìn thấy rất là đẹp. Đó, camera chụp hình rất là đẹp. Ok nha anh em, Oppo F1S màn hình rất là sáng rõ. Anh em mua con này chiến game cũng được, RAM 3 mà anh em, RAM 3 32, thì nói chung là xài game vẫn ok nha, vẫn còn chấp nhận được nha. Con này mình đao giá kịch sàn cho anh em luôn, giảm giá kịch sàn 1,750. Anh em nào cần gọi nhanh cho mình, giá 1,750 một cặp hai con y chang hết. Này dính keo chưa leo nha anh em. Rồi 1,750 camera này,
hai con camera đều đẹp như nhau, một cặp F1S. Đó, wifi camera màn hình đẹp nha anh em, không có trầy đâu nha, không có trầy xước gì nha. Ok anh em, 1750 bao ship kèm sạc cho anh em. Rồi tiếp theo là một con Samsung, coi thứ con này con gì đây, A8 cộng anh em, Samsung A8 cộng màu xám xám, cái nắp màu xám xám mấy nguyên riêng, màu xám xám mấy nguyên riêng. Clip này thì đa số mấy riêng là chủ yếu anh em. Có những cái máy đầu tiên thì mình có thay vỏ thì cũng đã nói trong clip rồi nha. Đó, mấy nguyên riêng Samsung A8 cộng, RAM 6GB, RAM 6GB, bộ nhớ 64, màn hình 6 inch, pin của nó là 3500 anh em. Mấy con đẹp tầm 96-97%, con này tầm 97-96%, mấy nguyên riêng. Mình camera tự test phát thôi, quá đẹp luôn, camera là quá chuẩn chỉnh luôn, không có lanh tanh gì con này nữa rồi. Rồi wifi cực mạnh, wifi camera đánh giá mấy tầm 96-97, mấy riêng. Vỏ thì nói chung là chấp nhận ok luôn, chứ không phải là quá xấu, tầm 95-96, 96-97 đó anh em, cỡ đó đấy, chứ không xấu đâu. Con A8 cộng này RAM 6 bộ nhớ 64, bán nhanh gọn cho anh em 3,4 triệu nha anh em, quá rẻ nha anh em, đúng một máy duy nhất. Dán cường lực úp lưng đàng hoàng cho anh em, tặng sạc dán cường lực bao ship cho anh em luôn, 3,4 triệu nha anh em, nhanh gọn một máy duy nhất A8 cộng. Rồi tiếp theo thì mình gửi giới thiệu tiếp cho anh em vài con nữa, mình giới thiệu tiếp anh em này gần tí để còn tiếp mấy con Meizu nó 8 này, giới thiệu luôn này. Đợt này về tiếp được hai con màu hồng này anh em, hai con màu hồng nha. Meizu nó 8 RAM 4 bộ nhớ 64, RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình của nó là 6 inch, pin của nó là 3600 nha anh em, pin của nó là 3600. Đó anh em thấy máy rất là đẹp nha, xài rất là chuẩn luôn, máy đẹp ghê thật, còn đẹp tầm 98-99%, máy nguyên zin. Nhập về bữa trước cái lô kia được mười mấy máy á, bán hết rồi, giờ về mình còn đúng hai cây, tự không có hàng anh em, hàng này bây giờ nhập không có hàng luôn, chứ nếu có thì mình cũng lấy thật là nhiều về, tự rất nhiều anh em kết cái dòng này, tự nó rẻ tiền mà cấu hình mạnh, RAM 4 bộ nhớ 64 thì anh em biết rồi, quá là ok luôn. Camera thì mình nói thực sự anh em nha, không thể chê dùng đâu được rồi nha, camera thì quá đẹp luôn đó, camera quá ok. Meizu nó 8 giá 2250 anh em, giá 2.250.000 bao ship kèm sạc cho anh em, dán cường lực đầy đủ trước khi giao máy cho khách đó, nên em yên tâm, mình test hai camera cho anh em xem luôn. Đó, quá đẹp, camera quá đẹp. Con này con thứ hai nha anh em, con này con thứ nhất ha, con này mình test con thứ hai cho anh em xem luôn cho nó chuẩn luôn, anh em khỏi phải lăn tăn. Đó camera wifi máy đẹp tầm 98-99%, keo sao đen luôn, con này dán keo này, lột cái này ra này chứ không có phải là thay lô đâu nha. Đó máy zin nha anh em, đó giá 2250 cho một siêu phẩm Meizu nó 8 RAM 4 bộ nhớ 64, quá khủng luôn anh em. Anh em xem clip nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha. Like video, đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Kênh của mình thì anh em liên hệ số điện thoại 0355 356 356, mình chỉ dùng đúng một số điện thoại duy nhất để đặt máy là số này. Anh em tránh trường hợp là người ta nhắn tin tới là nói đặt cọc này nọ nha. Mình bên mình là chỉ gọi điện thẳng cho mình, sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em mua máy. Và mua máy mình chỉ có nhắn tin mình cọc trước 50.000 tới 100.000 tùy theo giá trị máy nha anh em. Đó, đa số là cặp trước 50 thôi. Còn những anh em đã mua máy bên mình thì sau này máy thứ hai thứ ba thì anh em khỏi cần cặp nha. Mình xin nhắc lại luôn là anh em khỏi cần cặp, chỉ cần alo cho mình một phát, thích máy gì là mình sẽ gửi cho anh em luôn. Đó ok nha anh em. Tùy theo máy, nếu mà mua lần hai lần ba có khả năng mình sẽ bớt cho anh em thêm một tí chút đỉnh, gọi là tiền cà phê. Gọi là đó, để cho anh em thì mình quen biết rồi thì nó dễ giao dịch hơn nha anh em. Đó nên anh em yên tâm, đã giao dịch một lần bên mình thì lần thứ hai thứ ba mình sẽ thoải mái hơn cho anh em, không vấn đề hết nha. Rồi tiếp theo một con máy bữa nay về tiếp một con Huawei Nova 3i, Nova 3i RAM 4 bộ nhớ 128, RAM 4GB bộ nhớ 128GB. Đó Nova 3i màn hình 6.3 pin 4 pin 3340, con máy này thì màn hình có hơi xước đó anh em thấy không, có xước lông mèo nha. Đó, có xước vài đường xước đó, nếu dưới đó ánh đèn thì anh em thấy rõ ràng nha. Đó
còn bật lên xài dán cái lượt thì bao anh em luôn, không chả thấy mẹ gì, còn rất là đẹp. RAM 3, RAM 4, bộ nhớ 128, anh em xài nó thoải mái con gà máy luôn, thoải mái luôn đó. Lưu dữ liệu tẹt ra không sợ đầy nha, lưu dữ liệu khung luôn á anh em, chứ không phải là thường đâu nha, không sợ đầy bộ nhớ, tẹt ra thoải mái luôn đó. Máy rất là căng đét, máy này mình nghĩ còn bảo hành công ty nha, và con máy này mình cũng không ngại gì bảo hành anh em 4 tháng thoải mái nha anh em, 4 tháng bảo hành cho anh em, không phải là một tháng như bình thường nha. Một con máy nguyên zin, một con máy nguyên zin bảo hành tẹt ra cho anh em, camera siêu rõ, camera siêu nét, phải nói là siêu nét luôn anh em, không phải siêu rõ nữa rồi đó anh em thấy không, quá là chuẩn. Huawei 3i, Huawei Nova 3i, tính anh em giá nhanh gọn nhẹ 2950, một mức giá phải nói là ưu đãi cực kỳ cho anh em con máy này, 2950. Anh em nào cần thì nhắc máy gọi nhanh cho mình số 0355 356 356 để đặt hàng nha anh em đó. Màn hình có xước nhẹ, có những vết xước nhẹ đó, nên mình quay anh em coi đó. Nếu giờ này bao anh em không thấy này, nhưng mà quay hướng này đó thanh, có những vết xước mình sẽ dán cái lực trước khi giao máy cho anh em, bao ship kèm sạc giá 2950, ok nha, một máy duy nhất, vân tay vân chân đầy đủ, bảo hành anh em 3 tới 4 tháng thoải mái, con máy này không vấn đề hết nha, máy nguyên zin, RAM 4, bộ nhớ 128, xin nhắc lại cho anh em luôn. Rồi trước khi giới thiệu cái dòng full box đây, còn vài máy mình về được đây, thì mình sẽ giới thiệu tiếp hai con còn lại siêu phẩm luôn, hai con siêu phẩm luôn nha anh em. Tiếp theo nha, thì con này là con Vivo V15, một siêu phẩm mới ra của Vivo, Vivo V15, camera thò thuộc nha anh em. Rồi camera này trên đầu, đỉnh đầu bên phải này, nếu nhìn từ mắt người mình nhìn ra bên phải này là camera thò thuộc đó. Máy nguyên zin bảo hành cho anh em, con này 6 tháng cho anh em xài tẹt ra, xài bảo hành 6 tháng luôn, khỏi lăn tăn, anh em cứ mua về và xài, chuyện bảo hành để mình lo, từ con máy này mình chả có gì phải bảo hành hết. Nói bảo hành nghi ghê chứ thực sự nó bảo hành 6 tháng anh em, con máy nguyên zin này không dễ gì hư được nha. Những cái bệnh mà anh em xài rớt bể bảo hành thì anh em ráng mà chịu nha, mình không bảo hành vấn đề đấy ha, mình bảo hành lỗi kỹ thuật đó, máy do lỗi kỹ thuật thì anh em cứ đưa anh cho mình, còn những anh em ở gần trung tâm Vivo thì cứ quay vào là công ty nó sẽ bảo hành cho anh em, anh em yên tâm vấn đề đó nha. Vivo 1819 nè anh em, RAM 6GB đó, anh em thấy RAM 6GB không, bộ nhớ 128 nha, RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình 6,53, màn hình phải 6,53, pin 4000, bảo hành nhà anh em 6 tháng luôn, anh em khỏi phải lăn tăn chuyện xài sửa sợ hư này nọ nha đó. Còn bảo hành công ty anh em yên tâm, chất lượng chuẩn luôn, màn hình 6,53 cực rộng, anh em selfie selfie khéo là rõ thoải mái luôn, vân tay vân chân đầy đủ cái dòng này, anh em thấy camera kinh hồn không, quá rõ nha. Đây mình cho camera sau cho anh em coi luôn đó, rõ kinh dị luôn. Đây này, camera trước thao thuộc này anh em, anh em để cái này này, để cái này này, đây này mình tắt này, camera rất hay nha, chuyện này đó, anh em thấy nó xuống liền thao. Những anh em mà chưa xài cái con máy này mà nếu thấy cái này là mình thấy thiệt chứ cũng là siêu phẩm đó anh em. Đó, nó thò lên ha anh em. Camera trước thò lên rất là rõ nha. Đó, bấm chuyển camera là nó thụt xuống. Camera quá hay luôn. Rồi, ok, một siêu phẩm Vivo V15, máy đẹp kém sao em, tầm 98 tới 99%, gần như không có trời nha anh em. Máy quá đẹp. Bảo hành anh em 6 tháng xài miên man. Giá 4,2 triệu anh em. 4 triệu 2 con máy này nha. Đây là những cái máy đời cao trong clip hôm nay. Thì anh em nào mà cần cứ gọi cho mình số 0355 356 356, ok nha. Con này mình còn một con thôi. Và tiếp theo một siêu phẩm nữa, Samsung A70 anh em. Máy đẹp kém sao em, còn bảo hành tới tháng 7 2020, 14 tháng 7 2020. Con máy này đã cầm trong nhà mình 3 tháng rồi mà bảo hành tới tháng 7 là anh em là 8. Tính là khách hàng nó xài cái máy này tầm 2 tới 3 tháng thôi anh em. Thực sự khách hàng xài con máy này tầm 2 tới 3 tháng thôi thì cái mức độ sạc pin đó mình nghĩ trả bao nhiêu lần. Đó, một con máy phải nói là chuẩn chỉnh. Con máy quá ok. Khách này là nữ xài nữa nên anh em mua cái máy này về là phải đám như mê mới. Samsung A70, hàng kem, hàng này đang bán thị trường luôn. Giá cũng còn rất là cao chứ không phải là thấp nha anh em. Samsung A70. Máy còn bảo hành công ty tới tháng 5 2020, à tháng 7 2020. Tầm 14, cầm 5 tháng nữa anh em. Mà đã cầm cho mình 2 tới 3 tháng rồi thì máy này anh em nghĩ đi xài có 2 tháng mấy à. 2 tháng mấy, không có gì hết, máy là còn quá đẹp luôn. Không có một vết trầy nha anh em. Mình nói thực sự anh em, không một vết trầy luôn. Như bóc hộp. Chỉ thiếu cái hộp thôi. Khách này là thiếu cái hộp thôi chứ còn máy thì quá đẹp nha anh em. Yên tâm nha. Thiếu đúng một cái hộp.
Còn camera này thì anh em nghĩ ý, chụp hình là thôi thực sự khỏi phải bàn. Khỏi phải bàn gì của máy này rồi. Mình test rất kỹ cho anh em. Nếu anh em sở hữu con máy này thì anh em khỏi phải lăn tăn nữa. Bảo hành còn miên man dài. A70 màn hình 6.7, bộ nhớ là RAM 6, bộ nhớ 128, pin của nó là 4.500 nha anh em. Pin 4.500. Anh em chú ý xem video để biết được cấu hình cũng như dung lượng máy nha, cho anh em khỏi phải lăn tăn nha. Samsung A70. Con này bán nhanh anh em luôn, giá 5 triệu 8. 5 triệu 8 bao ship kèm sạc cho anh em luôn, sạc ring, sạc nhanh luôn nha anh em. Mình sẽ test máy trước khi sẽ báo cho anh em, gửi cho anh em là nó sẽ báo sạc nhanh như thế này. Cái dòng máy này dòng máy sạc nhanh. Mình sẽ báo sạc nhanh cho anh em. Đó, anh em nhấp nó chế độ chờ nó sẽ sáng màn hình ha. Giá 5 triệu 8 nha anh em. Một máy duy nhất thôi. Con này mình có một con thôi, không có nhiều. Máy dòng này lâu lâu về hàng đẹp. Thì mình báo hàng đẹp cho anh em thôi, chứ máy đó không có được nhiều nha. Rồi, ok. Bây giờ mình tới còn lại 6 con máy full box trong clip ngày hôm nay. 6 con full box thì mình sẽ giới thiệu lần lượt luôn. Một con máy dồn nhất trong clip ngày hôm nay là máy rẻ nhất này. Không phải là dồn mà là rẻ. Đó là Vivo. Vivo Y91 máy full box. Y91 máy full box là máy rẻ nhất trong cái clip mà máy full ngày hôm nay nha. Tiếp theo là con Vivo V9 nữa nha anh em. Con Vivo V9 thứ hai này. Con này là máy màu gold nha. Hồi nãy là máy màu đen. Hồi nãy con Vivo màu đen. Đây rồi. À, con này con thứ hai là máy màu gold nha. Máy đẹp cũng tầm 98 tới 99% nha. Bảo hành 6 tháng hết nha anh em. Em xài thoải mái nha. Cái camera phải nói là khủng hoảng luôn, quá rõ. Sao cái dòng Vivo này rõ dữ ta. Đẹp lắm. Chụp hình phải nói là quá là sức tưởng tượng luôn. Người mình xấu quắc chụp vô phát đẹp. Đó, con Vivo V9 này này. Anh em thấy không? Quá ok nha. Vivo V9 màn hình 6.3, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3260. Giá 3 triệu 2 nha anh em, một cặp ha. Mình có hai con thôi. Một cặp giá 3 triệu 2, đồng giá hai con. Rồi, ok. Tiếp theo, mình xin giới thiệu tiếp con Samsung A51 này. Clip mình đã mình bỏ hàng này, xin phép bỏ hàng này ra nha anh em. Bỏ ba con máy này mới like xong là ra đi. Bây giờ vô tiếp nha, ba con này. Đó. Cho nó gần dễ giới thiệu cho anh em. Vì Samsung A51 con này bảo hành chắc mình nghĩ còn lúc bên luôn á, để kiểm tra bảo hành cho anh em xem luôn. A51 RAM 6 bộ nhớ 128 nha, bộ nhớ RAM 6GB bộ nhớ 128GB, pin 4000, màn hình của nó là 6.5 nha anh em, màn hình cũng cực rộng 6.5. Đây phụ kiện riêng của nó đây anh em, xài sao mà dây sạc dơ quá, chắc dùng đất đỏ sao. Sạc ring luôn nha, sạc ring của nó luôn. Ồ, còn tai nghe chưa sử dụng nè anh em, còn tai nghe luôn nha, chưa sử dụng này. Đó, đầy đủ hết nha. Máy là camera anh em thấy không, giống y như iPhone 11 Pro nha. Camera nó này một chùm sao này. A51 con này mình nghĩ bảo hành còn miên man dài luôn, không vứt trời. Máy 99,99% nha anh em, đã còn miếng dán này, anh em mua mình lột ở đây phức này. Này này, lột miếng keo ra dục. Dán lại cho anh em miếng này này, anh thấy không? Đây là miếng theo máy của nó nha. Lột vứt luôn. Anh em thích để mình để không? Thôi lột vứt. Thay lại miếng cường lực mới cho anh em. Đó. Samsung A51. Máy ngoại hình y chang là của cái đầu sau này. Giống camera của iPhone 11 này. Máy đẹp 99% nha anh em. Đó, máy đẹp miên man luôn. Quá ok luôn. A51. Mình test cái camera cho anh em nha. Quá rõ nha anh em. Mà cái dòng cao ra là mấy con đời cao này thì phải nói là quá sắc nét. Cho anh em một sản phẩm siêu phẩm luôn rồi, chứ không phải đùa nó. Rồi, con Samsung đó, để mình test cái hàng bảo hành nó thứ tới ngày nào. Ồ, con này ghê quá anh em. Đây nha, con này mới mua luôn nha. Con này email anh em coi thao là con email đuôi là 7083 này. Nó này. 7083 này. Nó tới tháng 12/12/2020 nha anh em. Đó. Tới tháng 12/2020. Đó nên em là yên tâm nha. Tháng 12 bữa nay nó tháng 2. Mấy này nó cầm mấy bữa nữa thôi, mấy này chưa xài đâu. Mấy này tính là chưa xài, anh em coi cái giấy nó còn đây thì anh em nghĩ đi. Gần như chưa sử dụng nha. Còn bảo hành gần nguyên năm mẹ rồi. Gần nguyên năm luôn. Rồi. Một con siêu phẩm, mấy con nguyên riêng, bảo hành gần 1 năm. Bảo hành gần 1 năm luôn, con A51. Anh em mua cái máy này không khác gì máy mới rồi anh em.
RAM 6 của nhớ thêm 28, pin 4.000. Rồi. Màn hình 6 inch rưỡi luôn nha anh em. Anh em nhanh gọn nhẹ liên hệ với mình nha. Con này để anh em giá 6 triệu 2 nha. 6 triệu 2, mình có một máy duy nhất nha. Ok nha anh em, mình xin qua con A51 nha. 6 triệu 2, bao ship cho anh em, máy full box. Rồi, còn hai con máy cuối trong clip ngày hôm nay giới thiệu luôn cho anh em. F11 nha anh em. Samsung Oppo F11. Ốp lưng còn đây. Ốp lưng thì hơi cũ rồi nha anh em. Lưng còn giấy bảo hành đồ thì lẹt mềm này hết đây. Con này bảo hành anh em 6 tháng xài luôn, khỏi lo. Mình bảo hành 6 tháng cho nó nhanh luôn, anh em khỏi yên tâm nha. Đây, cục sạc tai nghe đầy đủ hết. Sạc vóc, sạc nhanh. Này có sạc nhanh không ta? Cái đầu xanh đây, nghĩ chắc có sạc nhanh rồi. Đây, dây nữa đây. Tai nghe bên trong đây. Ok, máy cũ nhưng mà mới keng luôn mà giá máy cũ anh em ơi. Đẹp 99,9%. 99,9% nha. Oppo F11 RAM 6, bộ nhớ 64. Màn hình 6.5 inch, pin 4020. Pin 4020, anh em quan tâm kỹ video thì nhớ theo dõi để biết được cấu hình cũng như là dung lượng máy, mình báo chi tiết hết nha anh em. Con máy bảo hành 6 tháng cho anh em xài yên tâm, vấn đề bảo hành. Camera đẹp keng sao beng. Chụp thử cho anh em coi chứ thực sự con này còn bảo hành thì đâu có lăn tăn gì, chỉ vấn đề chụp hình với lại wifi. Đó. Màn hình 6 inch rưỡi, rất rộng lớn. Anh em thấy không? Quá đã luôn. Rồi, một con máy còn full box, keng sao beng, bảo hành nha anh em 6 7 tháng là đỡ xài thoải mái nha. 4 triệu tư nha anh em. Con này 4 triệu tư nha. Một máy duy nhất F11. Máy còn full box nguyên riêng luôn. Rồi, một con máy nữa là F11 Pro. Đó, máy cuối cùng, một siêu phẩm cuối cùng ngày hôm nay, F11 Pro full box. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Còn đầy đủ hết. Ốp lưng đồ đây đâu anh em. Ốp lưng riêng của nó đây luôn. Đó. Ốp lưng riêng luôn, còn nguyên luôn. Anh em mua máy mới làm cái gì, mua máy cũ ra là đúng là full box luôn. Khỏi phải máy mới, mà giá là giá máy mới mà giá máy cũ anh em ơi. Con này nè, thực sự bảo hành anh em còn rất là dài nha, 6-7 tháng thoải mái nha. F11 Pro, máy đẹp keng tầm 99,9%. Đó, anh em thấy máy không? Ưng liền không? Nhìn là yêu ngay, từ cái nhìn đầu tiên. Đó, máy cao cấp nên nó có cục sạc và tai nghe đầy đủ, tai nghe gần như chưa sử dụng. F11 Pro nha anh em, tai nghe gần như chưa sử dụng luôn nha. Nhìn là yêu phát một ngay luôn, khỏi cần lăn tăn nữa. Nếu anh em nào mà đã đang tìm kiếm con F11 Pro này thì thấy clip này nhớ gọi liền nhanh cho mình số 0355 356 356 để đặt hàng nha anh em. RAM 6 bộ nhớ 128, pin 4000, màn hình 6 inch rưỡi, cực rộng lớn, cực rộng, cực rồi, cực phê luôn. Camera cực sắc nét luôn. Đó, mình chỉ có một con máy thôi, đợt này về rất là hạn chế, dòng đời cao. Camera thọ thuộc nha anh em. Đây, giống như con Vivo V15 này nè. Mình test camera cho anh em coi camera thọ thuộc của nó này. Đó, anh em thấy không? Camera nó thò lên thấy không? Thò lên thụt xuống này. Đó. Camera rất hay anh em, thò thụt. Thò lên thụt xuống camera ha. Ok nha anh em. Máy như máy mới nha, con này mình nghĩ bảo hành chỉ còn gần năm quá. Nhưng mà thôi. Camera Oppo test bảo hành rất là mệt nha anh em, phải gọi đơn hãng nha. Nên là mình bảo hành nhanh gọn nhẹ cho anh em 6 tháng đi, anh em xài thoải mái. 6 tháng thì anh em nghĩ là vẫn một mức độ bảo hành quá dài rồi. Không vấn đề mà anh em lo rồi nha. Màn hình keng sao beng, một máy nguyên zin keng, không vết trầy, 99,9%. F11 Pro, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4000, màn hình 5.5 inch, 6.5 inch, màn hình 6.5 inch, giá 5.3 triệu nha anh em. Quá mềm cho một siêu phẩm, 5.3 triệu. Rồi, con F11 Pro này thì cũng đã kết thúc clip ngày hôm nay. Chân thành anh em cảm ơn, rất cảm ơn những anh em đã quan tâm theo dõi clip tới với thời điểm bây giờ. Và nhớ ủng hộ mình bằng cách like video và bấm đăng ký kênh để đón xem những clip tiếp theo từ kênh của mình nha anh em. Những anh em thích máy nào thì cứ gọi thẳng cho mình số 0355 356 356 để đặt hàng. Rồi thân ái chào anh em, hẹn anh em những clip tiếp theo trong kênh của mình nha.